Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu trong tánh bình đẳng của tất cả Pháp, các tướng sai biệt đều chẳng thể nắm bắt được, thì các phàm phu, hoặc tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, hoặc các đệ bát, hoặc các dự lưu, hoặc các nhất lai, hoặc các bất hoàn, hoặc các A-la-hán, hoặc các độc giác, hoặc các chúng đại Bồ-Tát, hoặc chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả Pháp như thế và hữu tình, đáng lẽ không sai biệt. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng như ông đã nói, ở trong tánh bình đẳng của tất cả Pháp, hoặc các phàm phu, hoặc các bậc thánh, cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, Pháp và hữu tình đều không sai biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu trong tánh bình đẳng của tất cả Pháp, phàm phu, thánh giả, Pháp và hữu tình đều không sai biệt, thì tại sao có tam bảo xuất hiện ở thế gian, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo? Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Phật Pháp Tăng bảo, cùng với tánh bình đẳng có khác nhau chăng? Thiện hiện đáp, như con hiểu nghĩa Phật đã nói thì Phật Pháp Tăng bảo cùng với tánh bình đẳng đều không có sai khác. Bạch Thế Tôn, hoặc Phật bảo, hoặc Pháp bảo, hoặc Tăng bảo, hoặc tánh bình đẳng, tất cả như thế đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, đó là vô tướng. Nhưng Phật Thế Tôn ở trong vô tướng, phương tiện thiện xảo, kiến lập các pháp, vân vân có sự sai khác, gọi đây là phàm phu, đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là đệ bát, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán, đây là độc giác, đây là đại Bồ-Tát, đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, Như Lai đối với pháp phương tiện thiện xảo, có thể đối với vô tướng kiến lập các pháp vân vân sai biệt. Lại nữa thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Dù chứng quả vị giác ngộ cao tột chẳng vì hữu tình kiến lập tướng sai biệt của các pháp, thì các hữu tình có thể tự biết đây là địa ngục, đây là bàng xanh, đây là quỷ giới, đây là người, đây là chúng trời tứ đại vương, trời 33, đây là trời dạ ma, đây là trời đồ sử đa, đây là trời lạc biến hóa, đây là trời tha hóa tự tại. Đây là trời phạm chúng, đây là trời phạm phụ, đây là trời phạm hội, đây là trời đại phạm, đây là trời quang, đây là trời thiểu quang, đây là trời vô lượng quang, đây là trời cực quang tịnh, đây là trời tịnh, đây là trời thiểu tịnh, đây là trời vô lượng tịnh, đây là trời biến tịnh, đây là trời quảng, đây là trời thiểu quảng, đây là trời vô lượng quảng, đây là trời quảng quả, đây là trời vô tưởng, đây là trời vô phiền, đây là trời vô nhiệt, đây là trời thiện hiện, đây là trời thiện kiến, đây là trời sắc cứu cánh, đây là trời không vô biên xứ, đây là trời thức vô biên xứ, đây là trời vô sở hữu xứ, đây là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, đây là sở duyên duyên, đây là tăng thượng duyên, đây là các pháp từ duyên sanh ra, đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não. Đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi. Đây là bố thí ba la mật đa, đây là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa, đây là bốn niệm trụ, đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đây là chân như, đây là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo. Đây là bốn tịnh lự, đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đây là tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đây là pháp môn Đà La Ni, đây là pháp môn Tam Ma Địa. Đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là bậc cực hỷ, đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông, đây là 10 lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đây là 32 tướng đại sĩ, đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là tất cả tướng, diệu nguyện trí, đây là trí nhất thiết trí, đây là Phật bảo, đây là pháp bảo, đây là tăng bảo, đây là thanh văn thừa, đây là độc giác thừa, đây là vô thượng thừa. Đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là đệ bát, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán. Đây là độc giác, đây là đại bồ tát, đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Các loại hữu tình, đối với các tướng sai biệt như thế có thể tự biết chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Nếu Phật chẳng vì hữu tình an lập tướng sai biệt như thế, thì các hữu tình chẳng có thể tự biết các tướng sai biệt như thế. Phật dạy: Này Thiện Hiện, vì vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp vô tướng phương tiện thiện xảo, tuy vì hữu tình an lập các thứ tướng sai biệt, nhưng đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp hoàn toàn không có sự lay động. Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp hoàn toàn không có sự lay động? Như vậy thì tất cả phàm phu ngu si đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp không có sự lay động chăng? Như vậy thì tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, hoặc đệ bát, hoặc dự lưu, hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc đại bồ tát, đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp cũng không lay động chăng? Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy. Vì tất cả pháp và các hữu tình đều chẳng vượt ra pháp tánh bình đẳng, đều đối với pháp tánh bình đẳng của các pháp hoàn toàn không lay động. Này Thiện Hiện, nên biết chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của phàm phu ngu si cũng là chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của tùy tiến hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát. Chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tất cả pháp và các hữu tình đều chẳng vượt ra chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Thiện Hiện, nên biết chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tánh không sai biệt,
Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp, tức là pháp tánh bình đẳng của phàm phu, cũng là pháp tánh bình đẳng của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, thì sẽ khiến cho tướng của tất cả pháp và các hữu tình có sự khác nhau, nên pháp tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau, nghĩa là vì tướng của sắc khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của thọ tưởng hành thức khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của nhãn xứ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của sắc xứ khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của nhãn giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của sắc giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của thanh hương vị xúc pháp giới khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của nhãn thức giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của nhãn xúc khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của địa giới khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của thủy hỏa phong không thức giới khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của nhân duyên khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của các pháp tử duyên sanh ra khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của vô minh khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của tham khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của sân si khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của phàm phu kiến thú khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của bốn tịnh lự khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của bốn niệm trụ khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của pháp môn giải thoát không khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của pháp không nội khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác, nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của thánh đế khổ khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của thánh đế tập diệt đạo khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của bố thí ba la mật đa khác nên tánh cũng phải khác, vì tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí bát nhã ba la mật đa khác nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau.
Vì tướng của tám giải thoát khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của bậc cực hỷ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của năm loại mắt khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của sáu phép thần thông khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của 10 lực Phật khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của 32 tướng đại sĩ khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của pháp không quên mất khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tánh luôn luôn xả khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của trí nhất thiết khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của phàm phu ngu si khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Vì tướng của các pháp thế gian, pháp xuất thế gian khác nên tánh cũng phải khác. Vì tướng của các pháp hữu lậu, vô lậu, pháp hữu vi, vô vi khác nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Bạch Thế Tôn, làm sao đối với các pháp tướng sai khác mà có thể an lập được pháp tánh nhất tướng? Làm sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các loại tánh? Nếu Đại Bồ Tát chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các loại tánh, thì đáng lẽ chẳng có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu chẳng có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đáng lẽ chẳng có thể từ bậc này lên bậc kia. Nếu chẳng có thể từ bậc này lên bậc kia thì đáng lẽ chẳng có thể hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, siêu vượt các bậc thanh văn và độc giác. Nếu chẳng có thể hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, siêu vượt các bậc thanh văn và độc giác, thì đáng lẽ chẳng có thể viên mãn thần thông Ba La Mật Đa. Nếu chẳng có thể viên mãn thần thông Ba La Mật Đa, thì đáng lẽ chẳng có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí Ba La Mật Đa. Nếu chẳng có thể viên mãn bố thí cho đến trí Ba La Mật Đa, thì đáng lẽ chẳng có thể du hí thần thông từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Cũng đáng lẽ chẳng có thể ở chỗ chư Phật trồng các thiện căn. Nếu chẳng có thể ở chỗ chư Phật trồng các căn lành, thì đáng lẽ chẳng có thể thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Nếu chẳng có thể thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thì đáng lẽ chẳng có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện như lời ông nói, nếu pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp, tức là pháp tánh bình đẳng của phàm phu cũng là pháp tánh bình đẳng của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, thì sẽ khiến cho tướng của tất cả pháp và các hữu tình sai khác, nên tánh cũng phải khác, vậy thì pháp tánh cũng sai khác. Tại sao đối với các pháp tướng vân vân sai khác có thể an lập được pháp tánh nhất tướng? Làm sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các loại tánh? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Pháp tánh của sắc là không tánh chăng? Pháp tánh của thọ tưởng hành thức là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là không tánh chăng? Pháp tánh của sắc giới là không tánh chăng? Pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp giới là không tánh chăng?
Pháp tánh của nhãn thức giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tý thiệt thân ý thức giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhãn xúc là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tý thiệt thân ý xúc là không tánh chăng? Pháp tánh của nhĩ tý thiệt thân ý xúc là không tánh chăng? Pháp tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không tánh chăng? Pháp tánh của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là không tánh chăng? Pháp tánh của địa giới là không tánh chăng? Pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không tánh chăng? Pháp tánh của nhân duyên là không tánh chăng? Pháp tánh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là không tánh chăng? Pháp tánh của các pháp từ duyên sanh ra là không tánh chăng? Pháp tánh của vô minh là không tánh chăng? Pháp tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là không tánh chăng? Pháp tánh của tham là không tánh chăng? Pháp tánh của sân si là không tánh chăng? Pháp tánh của phàm phu kiến thú là không tánh chăng? Pháp tánh của bốn tịnh lự là không tánh chăng? Pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không tánh chăng? Pháp tánh của bốn niệm trụ là không tánh chăng? Pháp tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp môn giải thoát không là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp không nội là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là không tánh chăng? Pháp tánh của thánh đế khổ là không tánh chăng? Pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo là không tánh chăng? Pháp tánh của bố thí ba la mật đa là không tánh chăng? Pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí ba la mật đa là không tánh chăng? Pháp tánh của tám giải thoát là không tánh chăng? Pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không tánh chăng? Pháp tánh của tất cả pháp môn đà la ni là không tánh chăng? Pháp tánh của tất cả pháp môn tam ma địa là không tánh chăng? Pháp tánh của bậc cực hỷ là không tánh chăng? Pháp tánh của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là không tánh chăng? Pháp tánh của năm loại mắt là không tánh chăng? Pháp tánh của sáu phép thần thông là không tánh chăng? Pháp tánh của mười lực Như Lai là không tánh chăng? Pháp tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là không tánh chăng? Pháp tánh của 32 tướng đại sĩ là không tánh chăng? Pháp tánh của 80 vẻ đẹp phụ thuộc là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp không quên mất là không tánh chăng? Pháp tánh của tánh luôn luôn xả là không tánh chăng? Pháp tánh của trí nhất thiết là không tánh chăng? Pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không tánh chăng? Pháp tánh của phàm phu ngu si là không tánh chăng? Pháp tánh của tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, Như Lai ứng chánh đẳng giác là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp thế gian, xuất thế gian là không tánh chăng? Pháp tánh của pháp hữu lậu, vô lậu, pháp hữu vi, vô vi là không tánh chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Bạch Thiện Thệ, đúng vậy. Tất cả pháp tánh đều là không tánh. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Trong không tánh, tướng sai khác của pháp vân vân có thể nắm bắt được chăng? Nghĩa là tướng sai khác của sắc có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhãn xứ có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhĩ tý thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của sắc xứ có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhãn giới có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhĩ tý thiệt thân ý giới có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của sắc giới có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhãn thức giới có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhĩ tý thiệt thân ý thức giới có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhãn xúc có thể nắm bắt được chăng? Tướng sai khác của nhĩ tý thiệt thân ý xúc
có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của địa giới, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của thủy hỏa phong không thức giới, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của nhân duyên, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của các pháp từ duyên sanh ra, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của vô minh, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tham, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của sân si, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của phàm phu ngu si kiến thú, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bốn tịnh lự, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bốn vô lượng bốn định vô sắc, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bốn niệm trụ, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp môn giải thoát không, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp không nội, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của thánh đế khổ, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của thánh đế tập diệt đạo, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bố thí ba la mật đa, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí ba la mật đa, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tám giải thoát, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tất cả pháp môn đà la ni, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tất cả pháp môn tam ma địa, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bậc cực hỷ, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của năm loại mắt, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của sáu phép thần thông, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của mười lực như lai, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của 32 tướng đại sĩ, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của 80 vẻ đẹp phụ thuộc, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp không quên mất, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tánh luôn luôn xả, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của trí nhất thiết, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của phàm phu ngu si, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của tùy tín hành tùy pháp hành đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác đại bồ tát như lai ứng chánh đẳng giác, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp thế gian xuất thế gian, có thể nắm bắt được chăng tướng sai khác của pháp hữu lậu vô lậu pháp hữu vi vô vi, có thể nắm bắt được chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không trong không tánh tất cả tướng sai khác đều chẳng thể nắm bắt được. Phật dạy, này thiện hiện do đó nên biết pháp tánh bình đẳng, chẳng phải sắc, chẳng lìa sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, chẳng lìa thọ tưởng hành thức, chẳng phải nhãn xứ, chẳng lìa nhãn xứ, chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng phải sắc xứ, chẳng lìa sắc xứ, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải nhãn giới, chẳng lìa nhãn giới, chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng phải sắc giới, chẳng lìa sắc giới, chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp giới,
chẳng phải nhãn thức giới, chẳng lìa nhãn thức giới, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng phải nhãn xúc, chẳng lìa nhãn xúc, chẳng phải nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải địa giới, chẳng lìa địa giới, chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới, chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải nhân duyên, chẳng lìa nhân duyên, chẳng phải đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng phải các pháp từ duyên sanh ra, chẳng lìa các pháp từ duyên sanh ra, chẳng phải vô minh, chẳng lìa vô minh, chẳng phải hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, ưu não. Chẳng lìa hành cho đến lão tử, sầu than khổ, ưu não. Chẳng phải tham, chẳng lìa tham, chẳng phải sân si, chẳng lìa sân si, chẳng phải các kiến thú, chẳng lìa các kiến thú, chẳng phải bốn tịnh lự, chẳng lìa bốn tịnh lự, chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải bốn niệm trụ, chẳng lìa bốn niệm trụ, chẳng phải bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Chẳng phải pháp môn giải thoát không, chẳng lìa pháp môn giải thoát không, chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải pháp không nội, chẳng lìa pháp không nội, chẳng phải pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải thánh đế khổ, chẳng lìa thánh đế khổ, chẳng phải thánh đế tập diệt đạo, chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải bố thí ba la mật đa, chẳng lìa bố thí ba la mật đa, chẳng phải tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí ba la mật đa, chẳng lìa tịnh giới cho đến trí ba la mật đa, chẳng phải tám giải thoát, chẳng lìa tám giải thoát, chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải tất cả pháp môn đà la ni, chẳng lìa tất cả pháp môn đà la ni, chẳng phải tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng lìa tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng phải bậc cực hỷ, chẳng lìa bậc cực hỷ, chẳng phải bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, chẳng phải năm loại mắt, chẳng lìa năm loại mắt, chẳng phải sáu phép thần thông, chẳng lìa sáu phép thần thông, chẳng phải mười lực Phật, chẳng lìa mười lực Phật, chẳng phải bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng phải 32 tướng đại sĩ, chẳng lìa 32 tướng đại sĩ. Chẳng phải 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng lìa 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Chẳng phải pháp không quên mất, chẳng lìa pháp không quên mất, chẳng phải tánh luôn luôn xả, chẳng lìa tánh luôn luôn xả, chẳng phải trí nhất thiết, chẳng lìa trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải phàm phu ngu si, chẳng lìa phàm phu ngu si, chẳng phải tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng lìa tùy tín hành cho đến như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng phải pháp thế gian xuất thế gian, chẳng lìa pháp thế gian xuất thế gian, chẳng phải pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi, chẳng lìa pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp tánh bình đẳng có phải là hữu vi, có phải là vô vi? Phật dạy: Này thiện hiện, pháp tánh bình đẳng chẳng phải là hữu vi, chẳng phải là vô vi, nhưng lìa pháp hữu vi, pháp vô vi chẳng thể nắm bắt được, lìa pháp vô vi, pháp hữu vi cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện,
hoặc cảnh giới hữu vi, hoặc cảnh giới vô vi, hai cảnh giới như thế, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, đó là vô tướng, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương vào thế tục mà nói, chứ chẳng y cứ vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì chẳng phải trong thắng nghĩa có thể có thân hành, ngữ hành, ý hành, chẳng phải lìa thân hành, ngữ hành, ý hành mà có thể nắm bắt được thắng nghĩa. Này thiện hiện nên biết, chính pháp tánh bình đẳng của hữu vi vô vi gọi là thắng nghĩa, cho nên Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng động thắng nghĩa, mà hành hạnh Đại Bồ Tát thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột